Còi D100 nhá, nhân 10 luôn nhá. Còi 1. Sàn. Đây, chi tiết đây. Bây giờ mình sẽ test âm của bộ còi D100 này nhá. Bảy quả còi mập nhá. Anh em cùng thẩm âm nhá. Ok. Lên xe. Đang ô tô nhá, mình chưa đi được, bắt đầu đi thôi.